Vào lúc 4 giờ chiều Chủ nhật 17 tháng 5 vừa qua, tại tư gia của bác sĩ nha khoa Nguyễn Hoàng Tuấn, hơn 130 khách mời chọn lọc, đa số là thân hữu và các mạnh thường quân đã có mặt để bác sĩ Nguyễn Hoàng Tuấn giới thiệu về chương trình mổ mắt từ thiện, ánh sáng tình thương. Phóng viên của Đài Truyền hình Việt Today đã có mặt để tường trình cùng quý khán giả. Quốc Bảo xin kính chào quý vị khán giả của Việt Today Television. Thưa quý vị, bây giờ là 6 giờ chiều ngày Chủ nhật 17 tháng 5 năm 2015. Chúng tôi hiện đang có mặt tại tư gia của bác sĩ nha khoa Nguyễn Hoàng Tuấn, người đã sáng lập ra chương trình Ánh sáng tình thương kết hợp với hội ICAN. Cho đến ngày hôm nay thì tổ chức Ánh sáng tình thương đã chữa trị cho hơn 1.702 bệnh nhân bị đục thủy tinh thể. Và thưa quý vị, chương trình họp mặt ngày hôm nay, chúng tôi nhận thấy có hơn 100 bạn bè thân hữu của bác sĩ Nguyễn Hoàng Tuấn cùng với nhà tài trợ đã có mặt để bác sĩ Nguyễn Hoàng Tuấn có thể chia sẻ những thông tin về chương trình Ánh sáng tình thương. Và bây giờ, xin mời quý vị cùng theo dõi một số những hình ảnh liên quan đến buổi gặp gỡ tại tư gia của bác sĩ nha khoa Nguyễn Hoàng Tuấn về chương trình Ánh sáng tình thương. Chúng tôi được tiếp xúc với bác sĩ nha khoa Nguyễn Hoàng Tuấn và phu nhân là chị Quỳnh Mai. Anh chị đã chia sẻ về ý nghĩa cũng như mục đích của buổi họp mặt. Và chương trình Ánh sáng tình thương á, thực ra là đó là một cái khởi nguyện từ cái tâm tư của hai vợ chồng. Thì thực tế là trong cái hoàn cảnh gia đình mình cũng có những người phải chịu những cái bệnh nan y. Thành ra tụi này có cái tâm nguyện là trong khi bệnh tình của những người thân mình chưa chữa được thì mình muốn dùng hết cái sự may mắn, cái sự để mà mình có thể mình giúp cho những người mà với những cái bệnh đó, mà với một cái sự đóng góp và hỗ trợ của mọi người thì những người đó có thể chữa được lành, đặc biệt là bệnh mắt. Sau khi mà anh Tuấn có được văn phòng và làm việc một thời gian và cuộc sống ổn định thì anh Tuấn với Mai có ý hướng là muốn làm điều gì đó để đóng góp cho những người nghèo, nhất là những người ở Việt Nam. Thì lúc đầu là làm những cái công chuyện từ thiện khác, giống như giúp cho trẻ mồ côi, rồi giúp những cái máy trợ thở, giúp học bổng. Nhưng mà sau khi về Việt Nam năm 2012 gặp được thầy Chân Tịnh thì thầy dắt đi vào bệnh viện để thấy những cái ca mổ mắt cho những người bị bệnh đục thủy tinh thể đó anh Bảo. Thì thấy mấy bác rất là già mà không thấy đường, chỉ vì cái hoàn cảnh khó khăn mà chỉ mới có 40 đồng thôi là mình đã giúp được cho một người thấy đường được đó. Thành Quỳnh Mai trong hoàn cảnh đó, Quỳnh Mai thấy mình không thấy đường được, mình hiểu được cái khó khăn. Thì nếu mà giúp cho các bác và các cô chú bên đó thấy đường như vậy thì thứ nhất là giúp cho cuộc sống của họ có ý nghĩa hơn, mà bớt được gánh nặng cho gia đình và xã hội nữa. Mở đầu chương trình là phần chụp ảnh lưu niệm với các vị hòa thượng và ban tổ chức. Sau đó, bác sĩ nha khoa Nguyễn Hoàng Tuấn giới thiệu đôi nét về chương trình Ánh sáng tình thương. Đây là một chương trình thiện nguyện bắt nguồn từ một chương trình từ thiện giúp đỡ cho đồng bào nghèo Việt Nam bị đục thủy tinh thể trong chuyến thăm Việt Nam của vợ chồng bác sĩ Tuấn vào năm 2012. Từ đó đến nay, chương trình được tiếp nối với 19 đợt phẫu thuật cho hơn 1.702 đồng bào bị mù mắt vì các yếu tố môi trường không được vệ sinh, điều kiện sống hết sức khắc khổ, dẫn đến hậu quả là đôi mắt bị mù vì đục thủy tinh thể và cũng không có điều kiện tài chính để chữa trị. Thượng tọa Thích Chân Tịnh, trụ trì chùa Thường Quang, tọa lạc tại quận 8, Sài Gòn, người trực tiếp dẫn dắt các bệnh nhân đến với chương trình Ánh sáng tình thương, đã chia sẻ với phóng viên của Đài Truyền hình Việt Today về ý nghĩa cũng như làm cách nào các bệnh nhân được điều trị. Dạ thì như chúng tôi cũng đã trình bày vừa qua, hiện nay ở tại Việt Nam có rất nhiều đồng bào ở các tỉnh, nhất là những vùng xa xôi hẻo lánh. Do vì sử dụng cái nguồn thuốc, cái nguồn nước nó bị ô nhiễm bởi những thuốc trừ sâu lan tỏa trong ao hồ sông rạch mà họ dùng vào cái việc sinh hoạt thường ngày như là tắm giặt, do đó là cái bệnh mắt rất là nhiều. Và khi đã bệnh mắt thì bà con ở thôn quê họ rất là nghèo khổ. Thông thường nếu mà họ đi mổ mắt phải tốn từ 300 đô cho tới 500 đô mới mổ mắt được. Mà bà con đời sống còn khó khăn, cho nên mà có cái số tiền này để mổ mắt thật là một cái điều khó. Do đó thì chúng tôi cũng đã liên kết cùng với các bệnh viện mà có cái tâm nguyện muốn làm từ thiện để kết hợp giúp cho bà con này được mổ mắt. Chị Vương Quyên, người điều hành tổ chức thiện nguyện ICAN, cầu nối của chương trình Ánh sáng tình thương cũng đã chia sẻ.
Dạ thưa anh Bảo, thì trong nhiều năm qua đó là ICANN có làm việc với thầy Trân Tịnh, một số những vị ân nhân họ muốn nhờ thầy Trân Tịnh, thông qua ICANN nhờ thầy Trân Tịnh làm những cái project mà ánh sáng tình thương, những project gọi là mẫu mắt cho người già. Thì nhưng mà giống như mỗi lần này một người nhờ rồi lần sau người khác nhờ, cho nên nó không có liên tục lắm. Thì bây giờ đó là anh Tuấn với chị Mai step in, gồng gánh cái chương trình này, nghĩa là đứng mũi chịu sào cái chương trình này, và chính anh Tuấn chị Mai đặt tên cho chương trình là Ánh Sáng Tình Thương. Thân hữu tham dự được nghe bác sĩ cùng với Thượng Tọa Thích Chân Tịnh trình bày về ý nghĩa cũng như kết quả của chương trình Ánh Sáng Tình Thương. Chúng tôi nhận thấy có sự đóng góp về tài chính trong chương trình từ các bạn hữu của bác sĩ Tuấn, các vị mạnh thường quân cũng như thân hữu tham dự. Qua cách tham dự được gia chủ chiêu đãi bữa ăn tối thật ngon miệng do nhà hàng Golden Harvest phục vụ, phần văn nghệ thật vui với sự đóng góp của các thân hữu và nhóm tuổi đăng. Đêm họp mặt với chủ đề Ánh Sáng Tình Thương kết thúc lúc 8 giờ tối cùng ngày, với tổng số tiền thu được cho đến ngày hôm nay là 32.140 Mỹ Kim.